Ui, nó kiểu mỡ là chỉ nhét vào đây rồi. Giống cái gì? Mời mọi người á. Dài thế. Mời cho em xin nửa. Đợi em tí. Dạ. Mắc à, nghẹn à. Chỗ này thì cũng có thịt nhưng mà hơi ít mọi người ạ. Thôi cứ gặm tạm như kia đó. Ai ngon lắm mày, mọi người ạ. Mọi người đã quay trở lại với Tomo TV. Hôm nay anh em mình chán thịt, thèm xương mọi người. Thật ra là Tết này ăn thịt nhiều nó ngán quá. Hôm nay quyết định là sắm một bộ cốt khủng long từ thời Napoleon, gọi là chôn ở dưới gọi là dưới mộ cổ ấy. Quả xương sống của khủng long thật đấy nhỉ. đây là xương con bò gọi là bò rồng, con bê to ấy. Anh em mình vừa xin được cái này là xin nhá, cái này là free 100% nhá mọi người nhá. Mua nhưng người ta không lấy tiền. Mình thấy hay mình mua về để nướng nhưng mà người ta bảo cái này cho chó đấy, bọn mình lấy về làm gì? Đúng là đi bảo là em cũng lấy về cho chó. Không, người ta cũng mua cái này để người ta làm ninh làm nước dùng ấy. Thì người ta bảo cái này là chủ yếu là để cho chó đấy. Con mày mua về làm gì? Thế là mình bảo em cũng mua về cho chó. Ờ thế thì thôi cho bọn chó ba chó. Chó đầu đen anh em ạ, chó đầu đen. Bây giờ phải tẩm ướp gia vị các thứ vào đã cho nó ngon nhé anh em nha. BBQ gọi là dành cho chó. Thôi dành thì có bôi bác đi. Chả thế. Tí nữa lại gặm đồ rốt à. Người nhìn người ta. Nhưng mà nhìn đẹp ấy. Nhìn người ta kia nhá. Người ta lọc nhìn chó chắc nó cũng chửi cho đấy. Cá nào cũng phải cho. Chó mà biết nói là người ta nó chửi cho đấy. Đúng là lọc nghề kinh nghiệm kinh điển. Như anh ơi, nhưng mà con này nha nó có tủy đấy. Tủy với thịt ở bên dưới ấy. Tủy á? Ừ. Anh chỉ ăn thịt. Ướp thật kỹ đi vào trong bắt đầu. Để cho một lúc tí. Ướp nướng. Đây là nước nước sốt đặc biệt của mình nhé. Ngon hết sảy con nhà bà mày. Nướng đổ BBQ đấy anh em ạ. Từng chỗ một, từng ngóc ngách một. Bên này nó nhiều chân to này. Đấy, cứ yên tâm. Quét như kiểu sơn vôi ve. Ok nha mọi người nha, bây giờ bắt đầu cho cốt khủng long lên nhá. Nào cho lên đằng kia. Rồi đặt xuống. Quá ok luôn anh ơi. Rồi đợi tí nữa là có than, bây giờ chỉ trông cho nó lửa nó không bén lên thôi nhá mọi người nhá. Nghe quả này hợp lý đấy anh ạ. Quả này giống như kiểu sườn nướng BBQ ấy. Đấy, lật lên cho mọi người xem. Đấy, thấy chưa? Giống sườn nướng BBQ không? Như cái dàn chống lưng này, nó nổi lên. Giống như kiểu kiểu gì nhỉ? Kiểu động vật thời nguyên thủy. Đấy, ngồi đây trông đừng để lửa nó. Đừng để lửa nó bén. Đấy. Okay. Lửa gì cho đây. Tí nữa nó có than thì nó sẽ ngon đấy mọi người nhá. Bây giờ anh em mình đang hong ạ.
nướng cái cục này khá là nhanh mọi người ạ. À, mặt dưới gần như là đã xém lại rồi nhá. Tại vì nó ít thịt đấy. Ừ, lật quả cốt sống lưng xuống đấy. Ui. Thấy chưa? À, bóng. À, quả cốt này thì lại hơi khoai nhỉ, nướng này hơi khoai. Được. Được. Vẫn được. Vẫn cứ là ok nhá mọi người nhá. Chỉ có bên cái khúc này này. Nhìn đoạn này bắt đầu tiệm rồi đấy anh rồi. Lấy thêm củi vào đây cho anh. Ok anh ạ. Và quét thêm lớp nữa cho nó vàng. Anh em nhé. Đấy, BBQ. Đấy. Vàng chưa? Vàng chưa? Nào gần chín mình mới quét thôi. Nướng cái xương này nhanh hơn những loại khác vì nó ít thịt. Hết thịt rồi. Ok nhé mọi người nhá. Quả cốt ơi. Quả cốt khủng long hóa thạch của anh em mình chín rồi. Nào. Đặt đúng ấy, nó cứng lại, nó trông nó như kiểu một cái thuyền này. Cây em cây này. Ê, tao lên đập, tao lên đập. Đây, mọi người thấy quả sườn nướng BBQ của anh em mình chưa? Mặc dù là nó không có thịt lắm đâu nhưng mà cũng sơ muối được. À đây, ai mà không có thịt. Hai anh em mình là đủ ăn nhau rồi nhé. Đấy, đủ ăn. Rồi anh em mình sẽ thử bách ra xem nhé. Bẻ anh ạ. Bẻ hay chặt? Dóc ra, lấy dao dóc đi. Chó không gặm được. Bẻ. Nào, bỉ nha. Ui dồi. Rồi. Mời Khúc. Anh Khúc. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Rồi. Anh cũng mời nhiều thịt hơn sao ấy. Ngon. Vẫn có thịt. Thơm nhỉ. Thơm, ngon. Đây. Chỗ ngon không ạ? Chỗ này hơi nhiều thịt để nghèo. Đó. Khô. Tao mỡ. Bạn ăn mỡ. Chỗ này nhiều thịt này nhưng mà nó hơi khô. Gặm. Hơn. Tùy đâu? Đấy, úi dồi. Đây. Tùy anh em ơi. Anh ơi. Liếm. Hút. Anh phải bẻ mổ không này không luôn. Chín hết nhá mọi người nhá. Ngon nhất đấy, ngon nhất trong trường đó là tủy ạ. Mình sẽ bẩy một góc nữa để ra để lấy tủy cho mau đậy ăn. Không được. Phải bẻ đũa phải chọc. Không, phải bẻ từng đốt một. Ây da, xương này nó sắc phết đấy. Đấy, ra một khúc tủy nhá. Ui. À, một khúc tủy nhá. Một khúc tủy nhá, chín hết tận xương trong luôn. Lại bẻ vào nữa. Ây da. Tủy này ăn ngon anh nhỉ. Đặng cơ bấy. Tủy này ăn ngon như kiểu ốc anh nhưng mà nó dai dai. Xuống. Đấy. Nghe thôi. Ui. Ngon đấy. Nghe thôi. Đây. Tủy đấy. Ui. Đây, mời đại ca. Đại ca xin. Bóc bỏ cái mỡ đi. Phải có dư cái đầu thật tỉnh. Đấy, ui. Bóc bỏ lớp mỡ đi, nhìn ngon chưa? Ui, nó phoi ra kia, ui, rơi bây giờ, rơi luôn. Ngon không? Ngon. Ngon thật không em? Không ngon đâu, bị ai cho em ăn. Nào, mình cũng thử cái tủy xem thế nào nha anh em nha. Ngon, ngon lắm không ạ? Xương này đa số là bây giờ chỉ còn mỗi cái tủy, một loại mây mà bể được cái xương đấy. Bỏ cái mỡ ra. Đấy, còn nguyên cái phần tủy đấy nha mọi người nhá. Hôm mình phải làm một miếng thật to. Đấy. Sao mình có những cái cục dạnh này ăn thịt cũng dễ. Đây. Đấy, đoạn của mình không có mỡ mới đâu nhá. Ui, cái kiểu mỡ nó dính hết vào đây rồi. Giống cái gì? Mời mọi người nhá.
Dài thế. Ui, cho em xin nửa. Đợi em tí. Mắc à, nghẹn à. Chỗ này thì cũng có thịt nhưng mà hơi ít mọi người ạ. Thôi cứ gặm tạm như kia đâu. Ngon. Ngon lắm mày, mọi người ạ. Lấy tỉ tiếp đi. Đấy rồi. Còn cái tủy nhá, ở bên ngoài là một lớp da 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 nhiều là cái vỏ lông lợn này, bên trong ngon lắm. Là mình thích ăn kiểu này hơn, không thích ăn nhiều thịt đâu nhá. Ăn kiểu này nướng nó khô khô như thế này. Gắp được một tí, gắp được có một tí thịt làm ngon. Làm tủy ngon đấy. Hả? Cách gì? Nướng lên xong lấy tủy. Không, anh lấy cái lông lông non của lợn nhá. Anh lấy ốc ấy, ốc bò ấy, nhét rồi. Nướng. Xong rồi làm xúc xích tủy, à xúc xích ốc, nướng. Ok. Vừa sáng chế là quá đặc công ấy. Có một món ăn nữa. Đó là luôn. Ốc nhồi lòng lợn. Làm trưởng ốc. Cái này phải dùng bạo lực anh em. Thì ngon không? Kéo nát đầu gối. Chặt qua đi. Chặt qua đi. Chặt qua qua đi. Dao có phải dao chặt đâu. Thôi cứ gặm dần đã. Tí nữa lấy tủy cho mau để ăn. Mình không thích ăn thủy. Mình thích những cái phần thịt khô khô ở ngoài này. Mùi gặm thì cũng khá là ngon. Còn sót lại cả những cái phần gân này, mấy thịt này. Nướng quá đúng không ạ? Còn BBQ mà nhiều thịt quá bây giờ ăn nó không ngon. Cũng ngon đấy, mỗi tội cái này không có thịt thì chấm gió đi thôi. Này xuống sắc thế. Không ra đâu. Đấy. Nhiều thịt lắm anh ơi. Đây. Mút. Đây, cho mút được không? Lấy cái tay ấy khuỷu phát ra. Đấy. Mút lại còn muốn mỡ. Cứ mút mút những cái thịt trong đã, à thịt ngoài á. Đang buổi chiều đang đói mà ạ. Ngon. Ăn những cái này nhá. Nó lại ngon hơn ở cái sườn nướng BBQ, cái là nó ít thịt thế là nhăn nhăn là nhăn, cảm giác nó ngon hơn. Còn kia gặm một phát cảm thấy thịt ấy. Nó ngon kiểu khác. Cái đấy là đi ăn nhà hàng ấy, nhường nhau mình ở đây gặm rốt rốt. Mọi người công nhận không, ăn mấy cái đồ này phải cầm tay đã thật mạnh. Ăn xuống. Đây. Phần không này, thể làm khách được. Phần này có phần nào có thịt đâu. À đây. Đây là nhiều thịt nhá. Không phải ít đâu. Đây thịt đây này. Đấy. Tại vì nó bị khô nó thế đấy. Ừ, khó gặm lắm. Phải bẻ nó ra. Nào ăn tủy nữa không? Có. Ăn tủy. Hãy
phần này xương khá là sắc, thế nên là phải dùng giấy để lót vào đã. Anh bọc một đoạn nữa. Ây da, ui bản đấy. Bản đấy. Bản đầy quần nhầm. Thôi, áo 1 triệu tôi mua. Áo 1 triệu. Quả ơi, trăm nghìn kệ đi. Chém gió đây. Ôi, ta không biết ăn tủy được à? Tàn không, nhiều không thích ăn tủy thôi. Thịt chả ăn mấy cái đồ. Úi dồi. Bộ nhà tốt. Bộ này đi nhà thuê tốt. Đây, mình sẽ cam cái chỗ này. Đây làm thịt này. Ốc à? Đấy. Như kiểu ốc à? Nó ra nhiều thịt thế này. Thấy chưa? Đầy thịt thế này. Dạ đi. Ăn tủy dạ đi. Mình không thích tủy. Đấy á. Ngon. Những cái mọi người biết cái món gì là ngon nhất không? Các cụ thường bảo của nhà thì chua, của chùa thì ngon. Đây là của chùa nhé mọi người nhé. Của xin được. Của xin được. Hôm nay đi chợ thấy người ta đang mổ. Bán xong hết rồi. Hỏi mua người ta. Hỏi người ta mua người ta không bán. Người ta bảo cho. Ok. Mày quá. Đây là nhiều thịt anh ạ. Nhiều mà. Anh bẻ lên đây. Đây này. Đấy, lấy cái này mà khều là đấy, thấy chưa? Cả cục luôn này. Đấy. Đấy, đấy. Thì ở đây chứ thì ở đâu? Thì trâu các bếp, thì bỏ các bếp vậy nhỉ? Thì ở đây chứ thì ở đâu? À, đây thịt luôn. Đấy. Ăn dần dần, ăn thế này nó mới ngon này. Đấy. Gặm dần. Chứng tỏ anh em mình nướng ăn chín tận trong tủy. Xương trước chín hết nhá. Chín khô luôn. Tuyệt vời. Không làm gì. Cứ đi qua đấy nhiều à. Đi qua là vừa vào hỏi thịt tạm rồi. Hôm nay có đường cho chó không anh ấy? Không, hôm nay có cái gì mà không cần dùng đến không? Để hỏi có đủ cho chó không? Hôm nay mổ nhiều không? Mổ nhiều chắc nhiều xương lắm nhỉ? Mà hôm nay anh mổ bò à? Chắc bò nhiều xương lắm đấy nhỉ? Xương nhà anh của tôi. À, anh này à? À xương hôm nay anh để cho chó thì anh hết rồi. Hết rồi em ạ. Hết là gì á? Hết thật à? Ôi. Chín à? Cắn đi. Không, tao đang cắn. Cái chỗ ngấy nó đưa cho mình bị ngáy mà. Rồi. Chỗ này thử lại cho chó được rồi. Không. Đấy. Chó riêng mà gặm như này phải ăn được qua mùa Tết anh em ạ. Qua mùa Tết. Và cái thịt này cấu được mà. Cái cơn trụ trụ này cũng ngon này. Những cái chỗ trụ trụ này thì thường người ta hay để nấu sốt vang, nhưng mà chỗ này là lọc chưa hết. Ăn ngon. Nhưng mà phải có một bộ nhá tốt nha anh em mình. Ăn như Mao Đệ như mình cũng bộ nhá. À, nhìn vào bộ nhá của Mao Đệ. Bộ nhá của Mao Đệ đầy người nhá. Bảo là có niềng răng lại đi à, các kiểu à, anh đầu tư cho nó khổ quả ở nhà à. À. Quả.
vào là răng ba đệ có ba loại hàm răng, một cái loại thụt vào, một loại thở ra, một loại ở giữa giữa, cái tiền đạo này, hậu vệ này, trung vệ đấy. Trời chơi cái nào cũng chơi được mọi người. Cá kiếc thịt xương. Mày thử thể hiện một skin nào. Mày cắn một phát rộp một cái này rồi. Xong rồi gãy tan răng nhờ. Cắn một phát rồi. Tan răng nhờ. Phê bộ nhá. Ấy à. Thấy chưa? Con bộ nhá của mình ấy. Anh chạy bộ nhá. Con bộ nhá của mình ấy, cái loại xương không tính. Sắt thép cơ. Ngày trước cắn thép á, cực cực phát đứt. Nhưng mà bây giờ cũng cắn đứt được đấy, nhưng mà không thích. Răng mà. Bộ nhá chỉ dùng để nhai thôi, lại còn thay thế kìm làm gì? Thay thế dao làm cái gì? Mà lại càng ngày trước là oai gì? Oai gì? Lấy răng để cắn dây thép. Răng được mấy bữa đi hàn răng. Hàn đấy là hàn con khác. Oai gì? Nói chung là cái gì cũng phải nên sử dụng đúng cái mục đích. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình. Đây lại rồi. Còn cứ thích thì lại chị gì ạ? Chị chết trước bệnh tim mày nhỉ. Thế nên không chơi. Đi hàn răng á. Đấy là điển hình của một trẻ trâu chính hiệu. Cái bên này đây, móc những cái nơi ra ăn thơm á. Thơm à, ngon à. Ngon à, phết. Đùa đó. Ây, chạy chạy à. Ây, gặp không gặp được đâu. Bóc cấu à. Bóc cái dưới á. Cấu những cái chỗ này ra này. Như kiểu xé thì cho bóc bếp. Xé, tại vì nó khô như thế này được không ạ? À, mà đợi xé mà phát ra cho mọi người xem. Ăn không bao giờ ngán nhá. Có nhặt mỏi mồm thì thôi. Cái gì nó cũng thế. Nhiều nó sẽ ngán. Nhưng mà ít ít này ăn từ giờ đến tối. Nhiều quá là không tốt. Cái gì quá nhiều không tốt. Tiền nhiều quá không tốt. Thế nên là mày cho tao ít tiền. Tiền lắm đi. Nhiều quá để làm gì. Ngon. Lần đầu tiên cảm giác ăn BBQ này là thấy ngon và đã mồm. Không phải đã mồm mà thấy ngon. Đã mồm thì mấy lần trước ăn nhiều loại BBQ à. Nhưng mà ăn cái đấy ăn nó không được lâu. Nhai một lúc nó là nó no, là nó ngấy. Nhai cái này nhá. Cứ cầm một tí lên này. Ăn xé như kiểu mực ấy. Nhìn nó được lâu. Chưa kịp ngán nó đã, bụng nó đã tiêu hết rồi. Chưa kịp no bụng nó đã tiêu rồi. Thế là bao nhiêu chả hết. Bò lợn này mà có coca tỉ mỉ đẳng cấp luôn. Cái gì là đồ đi xin cái gì cũng ngon. Anh bẻ cho đi. Bố ai mà bẻ được nữa. Chỗ này thì bẻ được này. Bẻ đi. Thằng này đỏ. Đó. Thằng này đỏ. Bể một phát làm ngược luôn cái một cái. Anh bể ra đây nữa đi ạ. Không bể được nữa đâu. Ui trời trời, lòi căng này nó căng lòi à này. Đây. Mút đi. Quá. Ôi đừng bóp. Mút đi. Không nó rơi mất cái đoạn này. Da. Đừng cắn cái đoạn da để lấy cái đoạn da lôi nốt đến đấy, lôi nốt ra. Cái kiểu cắn thì nó bị đủ. Cấm, đừng cắn, mày mút bỏ cái nóc đi để tao xem tao đấy lại. À, chỗ này vẫn bể được. Hả?
Thì sao to ấy. Ui, tí ấy. Không được, cái này tí nữa phải xử lý bằng cưa máy. Cưa máy á? Mỡ, trong tủy mà nó cũng mỡ nhỉ. Con này vừa mình dám chắc 100% là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tủy cũng nhiễm mỡ. Không rồi, cái này hết à? Cái này hết. Nhìn như kiểu cái du thuyền người ngoài hành tinh ấy nhỉ. Thấy không? Giống hết du thuyền người ngoài hành tinh luôn. Ôi, đây đây đây. Tỏi đó rồi. Tỏi đấy. Tay mày ngắn, tay tao dài rồi. Ui, tí nữa lại không rút được ra cả chứ. À đây. Nghe mùi cả nước mũi vào đây. Bẩn thế. Bẩn gì? Tao thổi cái nó nước nó ra đấy. Thế đi mà. Bẩn luôn. Béo. Ngon. Rồi. Thổi cái tủy ra cho nó mà nó bảo bẩn thì. Lấy thổi kinh quá dữ à. Thổi đấy là cái nước ở trong tủy nó kêu. Ai biết được. Ôi dồi ôi. Ai biết được nước gì.